nữ U20 Việt Nam tập luyện chờ đối đầu với Indonesia. Ngày mai 7 tháng 3, đội nữ U20 Việt Nam sẽ có cuộc đối đầu với U20 Indonesia trong trận ra quân của bảng F trong khuôn khổ vòng loại thứ nhất giải U20 châu Á 2024. Trong khi đội tuyển nữ U20 Indonesia chỉ mới đặt chân đến Việt Nam vào tối qua, thì với tư cách chủ nhà, đội bóng U20 Việt Nam của huấn luyện viên Akira Iziri đã có buổi tập làm quen sân Phú Thọ. Sân đấu chính thức của vòng loại thứ nhất giải U20 châu Á 2024 của bảng F nhằm đảm bảo điều kiện mặt sân tốt nhất cho các trận đấu, giám sát AFC đã quyết định bố trí cho các đội đi bộ làm quen sân thi đấu chính thức và tập luyện tại các sân tập được BTC chuẩn bị. Đây là thời điểm để huấn luyện viên Akira Iziri cùng các cộng sự dành nhiều thời gian để các học trò làm quen với mặt cỏ thi đấu chính thức và điều kiện thời tiết. Ngay sau phần khởi động, toàn đội bước vào luyện tập tốc độ, sức bật và khả năng tỉ đè để từng bước nâng cao thể trạng. Huấn luyện viên trưởng đội tuyển U20 nữ Việt Nam Akira Iziri cho biết, trước tiên, chúng tôi cần cải thiện tình trạng sức khỏe, tinh thần cầu thủ. Sau đó, ban huấn luyện sẽ để các em tập luyện nhiều hơn với bóng và tập trung phát triển các kỹ thuật cá nhân của từng bạn để hướng đến những kết quả tốt nhất tại giải lần này. Chia sẻ về tình hình của đội, huấn luyện viên Akira Iziri cho biết toàn đội hiện đang có 100% tinh thần và sức lực để hướng đến giải đấu sắp tới. Ngay khi đến Phú Thọ, chúng tôi đã nhận được sự đón tiếp nhiệt tình và thân thiện từ BTC địa phương. Đồ ăn dành cho đội cũng ổn, phù hợp với các cầu thủ. Hiện tại, các đội tuyển của bảng F đã có mặt đầy đủ và cũng được sắp xếp để tập luyện làm quen với sân. Sáng nay 6 tháng 3, đại diện các đội sẽ cùng tham dự buổi họp kỹ thuật và họp báo trước giải lúc 10:30 tại khách sạn Sài Gòn Phú Thọ, Việt Trì nhằm chuẩn bị cho lượt trận đầu tiên được diễn ra vào ngày mai 7 tháng 3. Ở lượt trận đầu tiên, U20 Ấn Độ sẽ gặp U20 Singapore vào lúc 15 giờ và trận đấu của U20 Việt Nam gặp U20 Indonesia sẽ được diễn ra vào lúc 18 giờ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Bóng Đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông để nhận những tin tức mới nhất nhé các bạn.